Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Râu nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục cái chuyến đi rừng nha các bác. Hôm nay thời tiết cũng đang rất là lạnh lẽo. Trên núi không có một bóng me luôn. Giờ là đã nửa buổi rồi, nửa buổi trưa rồi. Lên tới trên đỉnh núi rồi. Đây, người dân quan trạng đang khai quật một bể hai trâu siêu to khổng lồ đấy. Trung anh. Rồi trường sinh ơi, trường sinh bất lão, mua một cây tặng một cây, tính tiền đủ luôn. Đấy, cầm hai trâu siêu to khổng lồ đây, còn tôi quay cầm hai trâu chút các bạn, siêu to khổng lồ, đúng không? Bởi đó đấy, bởi, to không? Bởi đó đấy, có khủng không? Tứ thần, tứ thần không bạn? Tứ thần à? Tứ thần, đủ bao nhiêu được ạ? Được không? Người nhân quan trạng đây đang phá rừng phá núi đây. Người nhân quan trạng chuyên gia phá rừng, tôi đi là có số đó kiếm lâm cấp nào à nha, có số đó làm cấp này kiếm lâm nào đâu mà dùng tống dòng phá rừng phá núi vậy không bạn? Con nói dễ mà nghe được nè bạn, nó kiếm lâm mà nghe được chết không hiểu đâu. Tôi không bao giờ thì dám nói con nói đâu bạn. Thì thế không? Đậu đậu nấu dưỡng. Vừa bước nhất rồi chứ. Để gì đâu dám làm sao. Thọc cái quầy ở phía trong sao thọc vô. Thọc khuất ra như thế nào? Lột thọc như thế. Ít siêu rồi kia. Đẹp. Đố theo quá mà. Đấy coi chuột nó đích con lồng. Dọn ra. Dọn không cây? Dọn cái. Có tu lên ai dọn cho không? Hả? Ủa nói đường mới rồi. Bữa là đâu phấn là buồn, bữa là cơm thành đi lên đảo trong anh hàng thất coi gì anh đảo chối gì chứ. Vô thầu nó thầu khỏi nói luôn này, lên giá cao lên giá cao kèo hết kèo về ru dục có đảng có đủ trồng coi nào chất lượng ở đều phá rừng phá núi đúng không ạ, đảo mình cũng còn bảo tồn con cái dấu nó nứt lên nữa là tận diệt hết. Mà chiều kiếm cái rễ làm thuốc ra nó như Sam bây giờ đấy. Sam hủ mấy đào gì mà cứ đào coi đào rễ nứt đào rễ. Bây giờ cứ đào đồ như coi lùi lùi như tâm xe ren cũng đào gì dâm cho cánh cho cái gì trồng dâm lấy lấy giống rồi. Đào gì nó đào đậu 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 cuối. Ở đâu? Ở Mỹ Thành Thọ vậy đâu? Ghê vậy. Vô dân Mỹ Hiệp dân nhà đẻ gì đấy nó đèo vui vô tôi đi gặp nó cho ôm gì thôi chứ mẫu thành mẫu ôm thiệt to đấy, nhỏ không to không đủ dài nè như đủ như ba cộng rồi sống rồi sống rồi chiếu chiếu ở đây như cái quay xiên lụi vậy này đi, nó điên thế nó làm bó bó nó dạng như nó xem nó đang hót ấy xô xeo ấy nó đèo nó vui vậy gì mình cháu kiến như đâu ấy về làm thuốc rồi mình trồng mình nhân giống đâu có lấy cái đồ đó gì làm gì mới đào cắt cái gì sao mà đầu bó bó ghê vậy? Cứu cái đầu chứ, nó chịu nấu, gọi đầu chịu nấu đúng không? Cái thứ gì chịu nấu vậy rồi? Tương lai cái thằng này hết đâu rồi nó cũng như Sam nó khác gì? Một hai năm nữa thì nó đang cạn lần. Có không? Có. Chờ ông coi vẫn có. Cái nào? Đã tặng diệt hết rồi. Không biết bao giờ cho cái đá cái đá nào nó được nó bỏ. Chứ đào không được bó. Chứ đào không được làm những bó. Nó phá vậy, nó trọt gốc rồi. Trọt, coi nào cũng trọt hết, bư hết rồi chứ. Chứ bơ. Biết bao nhiêu thế hệ đi qua đi lại dẫm đạp lên rồi. Môi móc đẻ rồi. Rồi cũng móc lần đào nhập cũng hết. Người nào chê rồi người kia nói. Cứ vậy. Nhạc đói hết rồi. Cũng thế là tính thành phần mình cũng chưa gọi là móc không. Thì mình cũng móc hay móc xương người ta chứ. Còn người sau nữa không? Nó đi móc coi chứ đi nói đi đào coi sang cái móc cái đào cái gì đào hết mất rồi lao cái lắp lao cái trí đúng rồi đùng mày to dữ ta đào mới lúc nhích coi ông nậu sao lần nữa mới lên chút kỳ mới gì mới màng cho sao nó cứ cứng quá vậy mới xíu cũng thôi đào cái đục bụi nó mà nó đục dẹp da nó ra cái coi trường trên này nó còn lớn hay bao nhiêu nữa kì cao vậy, nó cao như cây cơm như cây dừa chứ nó đâu lớn nữa. Phải không?
Ghê vậy? Cứ mỗi này mà rụng rụng lé, cứ keo lần lên. Dạ. Ừ. Keo chừng cỡ găng tay giờ là hết, hết cỡ, chết. Tuổi thọ nó keo quá, lâu quá dữ không? Biết một đêm nó rụng đầu đâu được lé chứ mấy nó như cơ tia dừa này mà rụng ít tiêu đúng không nhưng đâu nhưng mà cứ giỏi nó keo lần lên biết tuổi thọ keo quá. Không chết không chóc nữa. Ủa nó cứ nghĩ nè. Nó có chuột to rễ nhiều nó đứng bám là nó lung lay lúc lắc sao. Để cái để sửa đúng cái mấy công đúng đâu chiến đi thôi ơi chết rồi thấy đâu mà đó vậy gì đâu thiếu nữa không thiếu đâu chỗ mà khó cái gì đục nó mất sức lao động nhưng mà đúng cái đâu xưa gì hay là một cái đó khác nữa kì có gì đâu cái ba chân này mới làm ra làm cái này mới học xưa vừa bí là thốt một lần chưa rồi nó ghê lắm mà vậy quần tán này trước khi quay giật nhé ba chân đây giục sửa gì cứ dữ mà cái coi găng mà đây nó chơi mạnh rồi chơi mạnh cái mạnh đó ủa mấy thằng kia nó đang đi tìm cái đào mà mình không có bán nữa găng mà có trái nha có to không có à chào. Ừ. Bùng mới dưa. Gần tôi hú rồi nó cho cái mạnh chứ gần đó trời. Gầy không. Ừ nhưng mà cái gai có trái á. Gần liều ấy, trái như cái ấu mà. Cái này. Ừ. Thiếu nậu gì cũng có không? Mà nó gai từ đầu tới đuôi gai cộc cộc. Bấm nó không ra nữa. Ra đã ngọn ra tới cái nách. Có như thỉnh đó đâu, bấm hết rồi. Đâu, đây rồi đấy, dừng dừng đi. Dừng dừng. Dừng. Đủ hầu như thế. Tung hầu. Tung hầu thế không vậy? Hai người nhường mà đều không ra coi đây nó. Để lũ nó bỏ cuộc khỏe vậy đúng không ạ? Khó anh quá. Nó dễ anh làm có đâu. Cửa đen này có gì không? Có đâu. Có cửa đen này. Cửa đen anh thu gì yếu còn cái rễ nó. Phải chắc chứ còn. Còn đâu cái đâu rồi phía trong kìa. Như phía vải đã trống chân rồi. Đồ cửa đó là to hơn đau nữa. Ờ à, đúng rồi chắc ở dưới đây lên. Thì bốn phía rồi anh có rễ ông á. Mọi người con chuột à? Khó khăn, trồng chắc khó khăn. Chọc phía trong á, chú bà đứng chọc nó chi. Chọc mạnh gì đâu nhá ông em. Chấm mọi người đó đó cái đầu nó chiến rồi đó hai tay đây tôi nhìn nó nhỉ đâu nó tét đây dùng đây cái chọt đâu dùng đó chọt đó nó hớ ra chọt nó nhắc nó hớ ra đó xuống chọt mạnh đấy nữa gần gần cái rễ đấy gần cái rễ đấy.
Đặt cái thối luôn không? Cục nó cong không đắt, đánh đắt nó đầm rồi nó đầm quá. Con gáy nó chọc hơi nghiêng nghiêng nghiêng. Đúc được cái dè nó gáy. Đúc dè nó cái thịt nó đầm. Ui ô. Ừ, chết ơi, chết rồi, để nó ngắn ngắn. Chọc ở dưới đây, chọc vô này, ngang, chọc chút, chân đạp chân chọc vô, dưa, thành công được rửa, thành công được rửa, quá, dính rất là quý, sao, ông mà đào núi tiên hồ, búi đào hai còi chứ chết quá, chết không, chết rồi, ngày đào hai còi chứ búi đào hai còi, thành công được rửa, hai người nhơn đào trong vòng núi tiên hồ. Hút kém anh luôn. Là bụi hải châu này nó đang ra tược non độc đó này các bác. Ra tược non nhìn khá đẹp nha. Đó. Đó chót luôn. Đó như mếu luôn. Thấy chưa? Đó. Chút chút lúc chút đó này. Rất đẹp. Lá cực kỳ nhỏ nha. Siêu nhỏ luôn. Coi là nằm trong kỹ đá. Chính giữa hàng đá này. Dưới đây người ta khai thác hết rồi. À, bỏ nhánh khô dây đẹp hết không. Coi là nằm trong kỹ đá này người ta lói hết luôn. Không bỏ coi nào luôn. Dùng ra hai châu nhiều cực kỳ các bác. Đây này, người ta khai thác rồi người ta bỏ cành này. Đóng đóng thôi vô. Đó. Bỏ nguyên dùng rồi luôn. Ta khai thác trụi lui hết luôn rồi. Mình đi mót lại thôi. Tan quang hết rồi. Cái cành bỏ khô chết hết. Thấy chưa? Nguyên dùng rồi luôn. Tàn sát luôn. Dưới đây là một cây bằng lăng này. Đang cho trái anh coi. Thằng thanh đuốc về bằng lăng đây. Lên mùa này đang cho trái nha. Đó, trái anh coi đó. Các bác tình hình là hôm nay là thu hoạch được bao nhiêu đây. Đó, người nhân canh siêu văn trạng đang kết sữa coi hai châu siêu to không luôn. Đó, trúng mánh mà coi như núi mình không nha rồi. Đây, đây mới dùng đồ dùng dần nữa đây. Siêu to không luôn. Nấu u biếu cục hồn luôn. Chưa mưa rồi. Cuồng cuồng luôn. Không kiếp không? Không, các bác này yêu thích lụm tại núi luôn nha. Đó. Mình đất có bằng đất nào nha. Có bằng đất rồi. Giới thiệu mặt hàng hôm nay đây. Đó. Được mớ đồ họ leo ý chỉ đây. Sẵn leo ý lép không? Được có một coi siêu to không lồ đây. Với một bể sim đây. Được chưa làm lái lùm luôn. Ủa, có ra bằng một trái AC không? Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Xin hẹn là gặp lại các bác trong video tiếp theo. Chuẩn bị đi về để tấu. Tết lập.